Thật ra thì anh cũng chẳng muốn để ý đến Thủy Tiên nữa, vì cứ việc của Thủy Tiên, Thủy Tiên làm chúng ta chả phải là bạn bè với Thủy Tiên, cũng chả phải là cái gì đó của Thủy Tiên, mà chúng ta tự đặt cho chúng ta một cái quyền chỉ trích thì nói chung là chúng ta có cái quyền một phần nào đó, nhưng mà nếu mà chỉ trích cái việc mà trong cái sự làm từ thiện như thế này thì mình thấy nào, những cái người đang chỉ trích là những người vô đạo đức, thực sự là vô đạo đức. Với một cơn bão nữa đang ập tới rồi, những cái người mà người ta bị nhụt chí nhưng mà cứ người ta lên làm từ thiện mà bị chỉ trích như thế, thì sau này những đồng bào đang bị nạn, bị cần cấp cứu ngay, hay là cần lương thực, hay là cần cái đồng tiền ngay để sử dụng trong cái lúc khó khăn như thế này, thì ai dám làm nữa. Cho nên là anh không nói là những cái người phản đối hay mà chỉ trích Thủy Tiên là ba que, nhưng anh phải nói những người đó rất là vô đạo đức. Là vì sao anh không nói đến cái chuyện comment hay là những cái chuyện thế lực nước ngoài nó vào nó kích động thì chúng ta không thể cấm được những cái việc đấy, nhưng chính những cái người cờ đỏ đang chia phe chia phái ra để chỉ trích Thủy Tiên thì anh cho những người đó là vô đạo đức. Đã không làm được thì lại đang dấy lên một cái phong trào là đánh sập một cái nghĩa cử rất chi là nhân văn của dân tộc Việt Nam, đó là lá lành đùm lá rách, và lá rách nhiều, lá rách ít thì đùm lá rách nhiều. Cho nên anh cho những người đấy là rất là vô đạo đức. Không có làm được thì để cho người ta làm. Bây giờ những cái người có quyền lên tiếng của việc Thủy Tiên này thì phải là những cái người Mạnh Thường Quân đã đóng góp cho Thủy Tiên, thì người ta có thể là chỉ trích làm thế này chưa đúng, thì cũng chả phải chỉ trích, người ta có thể góp ý thôi. Còn nếu người ta không tin ấy, thì người ta không bao giờ giao cái việc đấy cho Thủy Tiên, đúng không nào? Thế Đúng. bây giờ mình cứ nói đơn giản thì đương nhiên là Thủy Tiên thì phải có tiếng thì người ta mới tin tưởng, mới gửi một số tiền rất lớn thế. Thế nhưng mà mình phải nói là ít nhiều thì cái giới nghệ sĩ thì người ta cũng có cái nhu cầu, người ta đi bỏ công mệt cho người ta phải thu lại một cái. Thủy Tiên không thu lại ở cái việc mà Thủy Tiên cầm 150 tỷ, mà Thủy Tiên sẽ thu lại ở cái việc là được mọi người quan tâm, được các nhãn hàng quan tâm hơn, thì Thủy Tiên được nhiều show quảng cáo hơn, thì chắc chắn cái đó là được, mình không thể phủ nhận là người ta không có một cái chút lợi ích nào, đúng không? Thế nhưng mình cho rằng thế này này, những người mà xuyên tạc những cái vụ như là những cái comment của cái bọn ba que xỏ lá, nó comment vào đấy xong lại chụp lại, xong nó gắn cái tên Thủy Tiên lên, là cho rằng Thủy Tiên gọi anh em cờ đỏ là bò đỏ, rồi là dư luận viên ba củ, cái đó là cái rất bất dạy. Và cái nữa mình phải phân tích thế này, cái việc mà Thủy Tiên ấy nói là không nghe thấy, là hỏi là bà ơi bà sao bà có một chiếc dép, thì bảo tôi đang kê đít, à, đang kê tôi đang kê để ngồi, thì để bảo Thủy Tiên nghe có vẻ là không nghe rõ cái tiếng địa phương, thì bảo dép trôi mất rồi, thì chúng ta cho thấy cái điều đó không đáng để lên án Thủy Tiên, mà cho rằng phải nghĩ rằng là Thủy Tiên ngây thơ đến mức như thế, chứ không phải là cái đó, nó không phải là để chỉ trích, đúng không nào? Đúng rồi. Đấy là cái việc ngây thơ, chứ còn tinh quái thì người ta tinh quái cái việc khác, chứ không tinh quái cái việc mà bảo các cụ ngồi thì lại trôi mất chiếc dép, đó là ngây thơ. Thì anh trước giờ anh chỉ góp ý với Thủy Tiên là cái ekip của Thủy Tiên nó đi làm từ thiện thì bớt nói những cái câu sốc như là ở trong giới showbiz. Giới showbiz thì anh biết là thường thường thì các cái giới đấy thì người ta hay tạo ra những cái drama hay là cái sở căng đan để cho mọi người gây chú ý, nhưng với Thủy Tiên thì anh nghĩ cái việc làm từ thiện nó quá được để chú ý thì người ta không cần, nhưng mà anh nghĩ cái ekip nó hơi yếu kém về cái việc mà như em nói là chính trị, nhưng anh không quan tâm chính trị, anh không quan tâm cái việc đó, nhưng mà anh nghĩ là cái bọn đấy nó quen theo cái kiểu là nói những câu sốc trong cái giới showbiz rồi thì nó đi làm từ thiện, nó nói thì anh em lại chỉ trích. Nhưng anh thứ nhất là cái hình ảnh ghép của ba que mà nói là Thủy Tiên gọi anh em là dư luận viên là bò đỏ, thì cái những cái người đó là hình như là không có lão, anh nói không phải là họ là ba que, nhưng hình không có lão, không có lão để phân biệt, là rõ ràng ở dưới đấy nó ghi là cái người khác comment chứ không phải Thủy Tiên nói, mà lại cứ có một số người là cờ đỏ là cựu chiến binh khoe là ta là có thành tích đánh tàu đánh Campuchia đây, mà bây giờ bị Thủy Tiên gọi là ba que mới, à gọi là dư luận viên mới bỏ đỏ. Những người đấy anh cho nó không có lão, đáng lẽ những người như thế thì phải là đã từng trải rồi thì phải có những cái bình tĩnh, cái suy xét và những cái phân tích nó sâu xa để cho người khác hiểu. Nhưng đây lại đi quy chụp là Thủy Tiên gọi tôi là bò đỏ là dư luận viên, đó là cái người không có lão, không biết suy nghĩ, không biết phân biệt đúng sai.
Thứ hai nữa là cái việc mà cái clip về chiếc dép ấy, thì nó là nói lên cái việc là Thủy Tiên ngây thơ chứ không phải Thủy Tiên tinh quái, ngây thơ đến mức khờ khạo mà anh chị phản đối thế Có này. một cái clip rất hay thế này, chính Công Vinh quay vợ, tức là Thủy Tiên ấy đi từ thiện mà gặp con chó nó đói, thì Thủy Tiên lấy bánh mì ấy cái gì cho ăn ấy, quay lên này xem vợ tôi hồn nhiên không như này kia, cái clip ấy Anh bọn thì nó đem ra bổ thế mới chịu, nó rất anh thì là đang hồn phân nhiên, rất là ngây thơ. anh thì đang phân tích về Thủy Tiên, còn Công Vinh anh nói sau. Anh nói thật là kể cả như những cái hình ảnh mà có một số trong số anh em mình rất thân nhau, comment rồi share bài của nhau rồi chia sẻ bài cho nhau, nhưng mà bây giờ quay ra Thủy Tiên đứng ở cái mũi thuyền vẫy vẫy tiền rồi người dân đứng xuống nước. Thế bây giờ Thủy Tiên nó không đứng trên thuyền nó cũng nội như thế cả tháng rồi, có ai lội nổi không? Nó chả đứng phải đứng trên thuyền, đòi hỏi gì quá đáng được một người như thế? Chẳng hạn người ta chỉ đi làm một buổi thì có thể người ta lội xuống cũng được, chả sao cả. Nhưng bây giờ người ta đi lâu dài thì phải giữ cái sức khỏe, người ta đi làm người ta còn phải lo công việc nhà người ta nữa, về người ta phải có cái sức khỏe, có cái nhan sắc để người ta còn quay quảng cáo nữa. Chứ không phải người ta đi rồi ghẻ lở đầy người, mặt mũi thì xù xì ra rồi về thì người ta còn làm được cái gì, đúng không nào? Mà cái việc của Thủy Tiên không những là đi đi cứu trợ đồng bào miền Trung đâu, Thủy Tiên làm ra tiền, Thủy Tiên cũng bảo trợ cho một số những cái trường học rồi những số một số em mồ côi không nơi nương tựa, chứ không phải là riêng bây giờ mới làm từ thiện. Cho nên tôi cứ nghĩ là các anh em mà bây giờ cờ đỏ mà chia phe chia phái xong một đánh phá Thủy Tiên, tôi nói là các em, các anh em không phải là ba que, nhưng các anh em quá là vô lương tâm, đang đánh vào cái niềm tin của những cái người làm từ thiện, người ta sẽ lạc lối và mất niềm tin. Thì ai là những người thiện? Những người mà đang cần cứu trợ sẽ là thiện. Bây giờ sau này ai cũng sợ làm từ thiện, dính vào từ thiện. Ở đây Cho này nên có rất là nhiều người người ta lo lắng cho Thủy Tiên rằng nếu mà sau cái đợt từ thiện này những nhà quảng cáo đã cắt hợp đồng với Thủy Tiên thì Thủy Tiên lấy đâu nguồn tiền để tài trợ cứu trợ cho những anh em mà những đứa cháu mà Thủy Tiên đã đứng ra bảo trợ cho đến khi học hết 12 và học hết đại học là những người đó thế là làm sao, nhiều người rất lo lắng về việc đó. Nhưng mà theo em biết đấy, chỉ có một số công ty, một số nhãn hàng người ta cảm thấy fan thiết, nó yêu cầu quá 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 thì người ta tạm thời gọi là hủy hợp đồng. Nhưng mà những công ty đó hủy hợp đồng nhanh như vậy á, ít nữa nhưng sau cái vụ việc này lắng xuống thì người ta thiệt hại về kinh tế rất là nhiều, mà mời Thủy Tiên quay lại đóng quảng cáo hay làm quảng cáo cho một số nhãn hàng đấy thì rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì ngày trước người ta đã hắt bỏ Thủy Tiên, bây giờ nhìn thấy lợn Tiên trước mắt lại tiếp tục quay về Thủy Tiên chắc chắn sẽ không làm cái điều đó, bởi vì cái danh dự, cái uy tín của mình. Ừ. Cái đấy là cũng một số công ty doanh nghiệp này chưa tính đến là sao? Vội vàng, nóng vội. chứ anh nói với Dương Vi với cả tất cả anh chị em trong diễn đàn chứ. Bây giờ vừa dầm mưa dãi nắng, một người đang sung sướng thế dầm mưa dãi nắng cả tháng rồi, hơn tháng rồi nay rồi. Anh chỉ nói bây giờ cho đếm tiền cứ suốt ngày thế đếm cả tỷ bạc, vài hàng trăm tỷ bạc nó cũng chả còn vân tay đâu, mình chả chả tác dụng gì cho chính bản thân. Mà mệt bây giờ cứ đem ra chỉ trích những cái kiểu như là cái móng chân móng tay mà không nhìn thấy cái con người của người ta, nó lương thiện đến thế, nó làm được cái việc nó cao cả đến thế mà mọi người chỉ biết là cào phím rồi chỉ trích. Anh nói thật, các cái group mà lập ra chỉ nhằm vào cái drama này để sau này mà khi cái lượng fan nó đủ ấy thì cũng chỉ là chuyển hướng sang bán hàng online như này ấy, chứ các anh em càng vào đấy thì bị dẫn dắt thì chỉ làm những cái group bên nó lớn mạnh xong bắt đầu nó thay tên đổi chủ, bắt đầu nó chuyển hướng là bán hàng online rồi là nó dùng một việc khác, chứ không có một cái group nào mà nó mãi mãi về một người được. Còn nói về Công Vinh ấy thì thứ nhất là anh phải nói là anh là một người đàn ông mà vợ anh bị thế anh cũng sẽ bênh vực, mà những người phụ nữ cũng phải mơ ước được có một người chồng dám bênh vực mình như thế. Anh phải khẳng định như thế, những người phụ nữ sẽ phải mơ ước có những người chồng phải như thế. Nhưng mà chỉ có điều là nó không đúng chỗ là Công Vinh là cái trong những người nổi tiếng thì nắm người để ý, mà
cái vụ lùm xùm của Hương Giang nó mới vừa qua thì đem là dọa anti, thì nói chung là nó những cái đấy thì nó làm cái sự kích thích cho cái bọn nó muốn chống phá, nó là càng có cớ nó chống phá, thách thức kiểu như là thách thức. Nhưng mà anh nói trong thâm tâm những người phụ nữ, người ta mong có một người chồng biết bảo vệ vợ như thế là cực kỳ là tốt. Và kể cả bản thân anh cũng phải ghen tị này, người ta dám làm cái việc kể cả có thất thu nhưng người ta cũng dám bảo vệ vợ. Cái đó là cái tình hiếu vợ chồng người ta chứ còn gì nữa chứng minh. Mà anh em lại còn đứng ra làm những cái việc mà chống phá, đánh phá cả đến những cái việc đấy, thì tôi không biết là anh em có phải là đàn ông không? Mà những chị em phụ nữ có phải là đàn bà không? Có mong ước được một người chồng luôn luôn bảo vệ vợ, người vợ thân yêu của mình? Rồi là kể cả những cái clip con chó thì anh em chụp cái màn hình ở đó nó đi cứu trợ chó, nó coi người dân chó. Đâu có phải người ta đi thì người ta yêu những nhà yêu cá, yêu cây, yêu động vật đâu. Sao không đứng ra bảo vệ thì tiên? Nhắc đến lúc này em nhớ đến lúc Công Vinh nó đăng cả cái clip lên. Người ta nói chuyện là gặp con chó thì người ta thấy con chó nó đói mèo, người ta cho ăn bánh mì. Cái việc đó nó chả liên quan gì đến người dân, mà chính những cái người đang nói như thế là những người đấy là quy chuộc người dân giống con chó. Chứ Công Vinh hoặc Thủy Tiên chưa bao giờ nói thế. Nó thấy con chó là nó đói, meo bụng, nó mắc bánh mì ra cho ăn. Chỉ đó là cái lòng tốt, chứ sao lại cái đó lại đem ra chỉ trích? Hả? Đúng không? Đúng. Chứ bây giờ cái hộ yêu cây, yêu cá, yêu động vật đâu? Sao không ra bảo vệ? Con chó nó đói run nên nó sắp chết rồi người ta cho nó ăn. Thì các anh, các chị này không bằng con chó, chứ không phải là các anh chỉ trích cái việc đấy, các anh chị không bằng con chó. Nó sắp chết thì người ta cho ăn, mà các anh các chị lại ví người dân như con chó, là chính các anh các chị ví, chứ không bao giờ trong cái tiềm thức của Thủy Tiên, Công Vinh người ta ví người dân. Nó cố tình nhét các anh các chị là nhét chữ vào mồm người ta. Ngay từ cái việc đầu tiên người ta đi làm từ thiện thì các anh đã lấy mông lấy ngực người ta, các anh chỉ trích. Chưa có cái lý do gì để chỉ trích. Còn cái việc ấy, đúng hay sai, không đến lượt các anh chỉ trích mới phê phán. Là những mạnh thường quân, người ta chỉ trích nên lên án. Là chính quyền, người ta làm việc có những cái sai trái, người ta làm việc về cái mặt chính trị. Đúng là mình ví dụ như là chị Tranh, cái chị nỡ có nói một lời là thế này thế kia, chị phải lên làm việc. Không đến lượt các anh chỉ trích. Các anh chỉ đẩy cái việc mà cái truyền thống gọi là cao cả của Việt Nam mà cả thế giới nhìn vào, đó là gì? Là cái việc mà đùm bọc những lúc khó khăn cho những người thiệt thòi. Các anh đang đánh chết cái việc nhân văn đó, là lá lành đùm lá rách. Chứ các anh chả làm được, chả xây dựng, đã không cứu được chợ được người dân, các anh đã không làm được cái việc, các anh chị đã không làm được cái việc đi cứu chợ. Các anh còn phá thối cái việc rất là nhân văn của con người, của dân tộc Việt Nam, là cái việc lá lành đùm lá rách. Nó rất là nhân văn mà các anh các chị đi phá thối. Thì tôi cho rằng các anh các chị là con người không có óc, mà con người vô lương tâm. Rất là chi là vô lương tâm. Anh Đam câu này hơi sốc, mai là anh mới đến đàn của anh là kiểu tôi không cho là họ là ba que, nhưng họ là những cái loại không có óc và vô lương tâm. Đã không làm được còn đánh chết cả một cái việc rất là nhân văn của mọi người, của cái dân tộc Việt Nam. Người cả thế giới còn phải mơ ước trong dịch, trong hoạn nạn, người Việt Nam có cái tinh thần tương thân tương ái như thế. Các anh không phải là chủ tâm chỉ trích Thủy Tiên, mà các anh chỉ trích vào cái việc nhân ái của cái lòng người Việt Nam. Thì tôi cứ không cho các anh chị là ba que, vì trong đó cờ đỏ mà có cả những người rất thân với anh em mình đi chỉ trích. Chỉ trích những cái ảnh vớ vẩn thì anh cho là những người không có đầu óc suy luận và rất là vô lương tâm. Thì lúc nãy em bảo rồi, chỉ chụp lại màn hình cho đưa lên máy tính, cho là tải công nghệ phân tích hình ảnh các thứ ấy về phân tích ra ngay. Không em ạ, có những cái hình ảnh cái chảy cái cối cái rụng răng rồi thôi. Em mà chịu thua đầu hàng lấy luôn. Có những cái hình ảnh nó cũng không phân tích được đâu em. Ví dụ như cái hình ảnh người ta đăng trên blog ấy, thì nó dễ tìm kiếm trên Google. Nhưng mà những cái hình ảnh nó ở trong comment của cái like cái gì, nó không tìm, nó không ra em ạ. Hoặc là đến khi mà người ta đăng lên rồi thì bên
group của Thủy Tiên xóa rồi chẳng hạn, thì chúng ta tìm nó không ra, chứ cũng không phải là. Nhưng mà những cái người ta tranh luận với mình ở trên các trang đấu trường chẳng hạn, thì mình tải lại cái đấy về hay chụp lại màn hình tải về phân tích ra ngay là cái gì đó. Là cái bọn anti với các anh em đang đánh phá cái việc nhỏ Thủy Tiên, chẳng khác các anh moi móc cái băng vệ sinh của Thủy Tiên ra ngửi. Các anh đéo nhìn thấy cái con người của người ta vĩ đại nào. Còn sai đúng không đến lượt các anh phán xét, Mạnh Thường Quân phán xét và các cái cơ quan chức năng người ta phán xét. Chứ còn các anh chỉ có đi nhai băng vệ sinh của nó thôi. Các anh làm thì các anh cứ chỉ trích. Còn anh có cơ quan việc sai cái những việc sai thì nó sai thì nó có ra đấy rồi, người ta cũng nói rồi. Còn đừng có mang ra chỉ trích để mà vùi dập một cái việc nhân văn nhất của cái con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam là cái việc cứu trợ từ thiện. Các anh đánh thế là đánh vào để phủ đầu như thế là đi sau này ai người ta cũng sợ đi làm từ thiện. Thì đến những người dân khó khăn hoạn nạn thì ai cứu? Ai cứu? Các anh à? Các anh đánh xong các anh đi cứu, đứng lên đi cứu à? Rồi có anh em nào lên thì lên chia sẻ. Đấy thôi. Anh những người ta đánh vào cả Thủy Tiên với là những người có lòng tốt muốn đi làm từ thiện, mà đây sâu xa hơn nữa là bọn nó nhắm vào cả một cái hệ thống tư pháp, hệ thống pháp luật với cả chính quyền. Thì anh chị em mà có rảnh thì nên cái kênh của Khoa Bắc ấy, nó mới đi từ thiện về ấy, thì nó đến những cái nhà tốc mái tốc miếc thì địa phương đều lập cho hết. Nó định đi vào trong cái gì mà cái Nam Trà My á. Thế nhưng mà nó đến khi gặp được cái chính quyền thì chính quyền bảo là bây giờ những cái người từ thiện vào cái nơi nguy hiểm thế thì chúng tôi có khi phải đi tìm xác các anh. Cho nên là chính quyền nào chưa muốn cho vào, nếu mà có thì đợi bao giờ nó ổn định thì hãng vào. Chứ vào bây giờ nó rất là nguy hiểm. Thì vừa rồi đấy chúng ta cũng thấy mấy cái vụ sụp thêm đấy. Nếu các anh chị mà đi mà bây giờ người ta chính quyền đi, những người công an, những người bộ đội đi còn đang bị sụp thế, bây giờ người dân đi vào vô tình đúng cái đoạn đường nó sụp thì lại phải đi tìm xác các anh. Thế là Khoa Bắc nó nằm ngay ở thị trấn, thành phố đấy. Thế nhưng mà đến nhà nào thì tốc mái thì chính quyền cũng nộp cho. Để anh em có rảnh thì vào xem cái clip đấy. Chứ chính quyền nào bây giờ các anh các chị bảo chính quyền đi làm hay là công an bộ đội đi làm thì phải live stream thì các anh lại bảo làm màu diễn. Mà không ai đã rảnh tới live stream. Người ta không ưa nói, không ưa màu mè, người ta cứ làm thôi. Còn các anh các chị cứ bảo là không bằng Thủy Tiên thì 2 tiếng người ta thu 2.400 tỷ là ai hơn ai. Còn rất là nhiều những cái đoàn người ta đi làm từ thiện, người ta thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người ta trao một số hộ tượng trưng thôi, còn đâu người ta cũng gửi hết vào đấy. Chứ còn các anh các chị thì nói thật, như chị Phương Thanh thì bức xúc là đúng rồi đấy. Bức xúc chị nói nên mà còn bị xử lý đấy, thì Thủy Tiên có sai thì cũng không đến lượt các anh chị chỉ trích. Vì chị Phương Thanh chị nói là một số đoàn từ thiện đi thì không thông qua cái này kia, thì cứ đến nước đến đâu là dừng đến đấy, xong đổ phát thì nó tiền thì không có, nhưng mà hàng từ bừa phứa ra thì cũng có thể là nó lãng phí rồi, chỗ cần thì không có, chỗ thì thừa, chỗ thì có thể mở tạp hóa được. Thôi có anh em nào lên thì lên, mình chỉ chia sẻ thế thôi. Có anh thật quá. Được, cảm ơn anh. Nói chung là này, những cái ai cũng có một quan điểm khác nhau về cái vấn đề của Thủy Tiên này. Đối với Thương Phi thì Thương Phi chỉ có nhìn nhận cái nào đúng là đúng, cái nào sai là nói sai. Không có thêu dệt, không có thêm tiếc gì.